Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirGroup nhận 100 top căn có cái hiệu là ELI. Theo thông tin của tất cả anh em thì chương trình AirGroup này các bạn có thể rút tiền về 24 giờ nha tất cả các bạn. Đây mình cũng test cho tất cả các bạn thôi. Để tham gia giang các bạn click phần link mô tả, mình mở cái Telegram, bấm nút start để chat cho bot tiếp theo. Rồi các bạn bấm chờ nút chat nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn join kênh seller của nó nè. Rồi các bạn bắt up lại, các bạn bấm nút chat nha các bạn. Ủa sao nhiệm vụ nó có bao nhiêu mà ta? Rồi cái bấm balance cơ mà nhận top căn cho tất cả các bạn. Rồi mình đã nhận được một chút 100 top căn ELI đó. Rồi các bạn bấm vào invite and trade đó. Một top căn bằng 0.5 đô ta. Rồi các bạn bấm vào một tool đang trong chương trình bán hàng resell nha tất cả các bạn. Con này nè. Rồi các bạn bấm vào một Gen and bat you to verify. Rồi các bạn gửi địa chỉ ví. Và phải các bạn chờ mình chút xíu nữa các bạn. Rồi con này sao chép địa chỉ. Khoan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Your wallet, share wallet, các bạn muốn vào share wallet. Các bạn, rồi nó kêu mình dùng địa chỉ ví TC20 các bạn, như vậy mới được chứ mình mới biết đường. Rồi các bạn bấm vào một chiếc chuột wallet nha bạn, này với cho link. Rồi các bạn bấm vào một reset nè, bạn copy nè. Rồi các bạn chơi về cho con bot nữa mà. Bạn copy bạn dán vào nè. Du gomlet. Quýt dao cái nữa các bạn. Send copy. Rồi mình đã cập nhật địa chỉ ví của mình rồi các bạn. Còn này nó chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.